Mọi người ơi, nhà mình đang chuẩn bị đồ ăn cho Noel này. Hôm nay nhà mình sẽ có món cá. Đây, thịt ba nuôi. Thịt ba nuôi. Thì con làm được. Năm nào con cũng làm Noel mà con bảo nó không có Noel đâu. Thịt ba nuôi. Phúc quá. Bảo Việt Nam mình thịt ba nuôi. Tí ở Việt Nam cũng làm mà. Nó. Làm thì đi chơi được ạ. Bảo đi được. Dạ chưa được. Đi chơi ở chỗ như mấy cái cửa hàng người ta trang trí Noel rồi ăn ở ngoài. Còn đây mình sẽ ăn ở nhà. Đi phụ ba đoàn chứ. Có làm nhưng mà đi chơi cho con. Nhưng mà không phải là cái fest của bình thường. Đi phụ ba là fest. Thì ba là fest important. Bây giờ chúng mình sẽ làm cái món foie gras lên cái bánh này mọi người. Tối nay sẽ có món cá, chưa biết món cá gì, đây là đầu bếp. Hôm nay đầu bếp này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các món ăn. Đây là món cá nhà mình làm với sushi để ăn mọi người. Sashimi. Chỉ ăn một ít sashimi thôi tại vì là mình thích ăn cá sống mọi người. Còn đây là mấy cái này là thê này. Foie gras này, sô mông này. Một ít dăm bông tại vì con chị nhà mình nó thích ăn dăm bông. Đây là bánh mì bơ tỏi này. Tối nay còn có món cá gì nữa? Cá đặc biệt. Cá đặc biệt không biết tên. Sáng tạo. Tự chế. Con ơi con, của con đâu, con đang làm món gì đấy? Con đang ép cà rê. Cái gì gây cù la cái gì? Con đang nói cái gì đấy con? Con đang làm món gì đấy con? Con ấy sao? Món ép cà rê. Con đang làm món món đây là đầu bếp đang chuẩn bị món đặc biệt của tối nay. Vanessa sẽ chuẩn bị món hả, cái gì? Món của Vanessa sẽ làm ekkaze niền khoai tây à? Con niền khoai tây à? Để làm món gì nhỉ? Đây là món đặc biệt Vanessa sẽ làm mọi người. Món này món gì hả con? C'est ça ce qu'on va manger? Je sais pas. Đây anh là chuẩn bị làm món gì nữa đây? Món này món xào. Món này. Nhưng mà chiên sơ sơ thôi, gì đâu còn chiên kỹ đâu đúng không? Chiên nóng sách thôi. Chút nữa chiên. Có phải trộn gì không hay là có trộn trước. Trộn cho nó thấm nữa. Món này tạc tà. Tartare au saumon à? Tartare de bœuf, tartare de bon. Tartare de saumon. Còn cái món này. Hey, radin là. Radin. Mais il y en a encore les autres, hein. Chips là, pas mon chip là. Non mais maison ici là après. Con chia đều ra, con lấy hai cái thìa, lấy hai cái thìa. Lấy hai cái, một cái để múc, một cái để okay. Người ơi, đây là cái món của ngày hôm nay này. Tôm này. Rồi, lên nhà đi.
Bravo, pas que bien. Tu es con mon père, maman et toi. Người đây là cái món của mấy hay tôm này. Ốc. Trà mấy ốc là ốc bulo à. Cua. Cua này. Chúng ta đây. Ba con. Thuộc còn ba con Oma, ba con cua lớn. Con ăn cua này không? Ngon. Không ăn à? Tại sao ngon mà không ăn à? Mọi người ơi, đây là đồ aperitif của nhà mình hôm nay. Hai đứa ngồi chơi điện tử nữa, chuẩn bị ăn rồi còn ngồi chơi điện tử nữa con. Hôm nay thời tiết nó không lạnh lắm đâu mọi người, nhưng mà nhà mình vẫn đốt lò sưởi. Người mổ shampoo mi cho bà uống, bà không uống được rượu, mấy cả hai đứa trẻ con uống luôn. Rồi. Ăn một người đấy con. Thế là hơi đậm không? Còn đây có thêm cái mặn. Ngọt không mặn? Ngọt không mặn. Pour une fois l'année, on mange quelque chose. Món này là món đặc biệt các con làm. Ngon không con? Cái này là bông bông. Đánh. Bông là cá ra không là trong không? Thật kỳ này. Muối tiêu. Muối tiêu chanh. Như olive. Em này nói ăn nhiều đấy. Tớ quá. Thế bông. Thế bông à? Cái gì bông? Đấy. Đã thế còn đúng món tủ á. Cái con bông món tủ của nó mà. Cái con bông là món tủ này, đúng không? Ăn còn đúng kiểu bát canh nữa. Không lý không? Chị? Chị ta làm cái con sòn bạch rèn mà sổ. Ừ, ba tê gan ngốc này này. Ừ, ăn ba tê gan ngốc mà ngon này. Phải chứ không? Chị? Nè. Nếu ngon rồi ngon cây cơ sổ. Cái kia này anh người nó được cái ca ship và cái gì nhỉ? Mấy cái chai rượu mà ngon ngọt này á. Người đây là Oma này. Con ơi, con muốn chụp ba. Con cầm hai cái này này nó không bị plastic để tháo ra để nó không cặp kẹp lúc nó sống, nó không kẹp cái tay con. Con muốn không? Con muốn nó kẹp không? Đây nhân nhiều con này. Có cái con to lắm, có cái này to này. Ừ. Mấy con này to này, anh ăn với chị tát. Bà ban con vừa hay con ba? Con vừa hay con ba? Anh con này nhá, anh ăn nhiều cái con. Bé to. Thì em ăn con cạch nhá. Con này con bé thôi. Con này bé hả? Cái này bé nhất này. Đưa bé đây. Bé này. Thì như là thìa, có lấy thìa luôn. Chị. Cái thìa nhỏ này để cạo ở trong này. Chị. Có mấy người đi sao biết? Nóng cái gì nhỉ? Cái này nóng con thể có nhiều gạch đá nhỉ?
quá sô cô la. Mon truc du 24. La boue. Ủa lấy con thấy cua nhiều gạch. Nhưng bị làm không ít thiệt thật. Thiệt vậy. Đúng vậy. Quất. Quả quất tắt luôn. Đây, đây, cái trong này. Về đổ. Có gì không về. Rồi dám. Giờ về đi giao về đào thử. Đã đỡ chứ. Không bị đau bụng. Uống bụng à? Ăn dầu biển. Uống hết cái này đã. Hả? Uống hết cái này đã. Ăn dầu biển cho nên. Ăn dầu biển, uống rượu, ngang chẳng. Con bố nhiêu bạn không? Đây đến lượt là em bé với các chi mở quà này. Quà của à? Cái gì đấy, cái gì đấy? Của mẹ à? Nó tầm ạ. Đâu của em bé đâu? Đây của mẹ đúng không? Cái hộp này sao mà nặng đấy? Em bé đâu? Ok, con mèo nó nhảy lên. Donc, on nous. On a truc pour nettoyer le visage. Un nettoyant pour le visage. Ensuite, là une crème pour le visage. Ừ. Tía mẹ bôi nhờ một tí nhỉ? Oui. Tía mẹ xin tí mẹ bôi mỗi ngày mẹ xin. Tí une mẹ bôi. Lotion tonique. Ừ. Vẫn còn à? Vẫn còn à? Ừ, bốn cái liền trong cả. Hết chưa? Đâu? Em bé ơi, của em bé đâu? C'est pas grave, con mở của con đi, con mở cùng luôn. Ừ, con mở luôn đi. Đâu, mở đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Có đúng cái con nó cười không? Ui. Thế cái con cười à? Lúc đầu mua phải cái con nó lườm. Nó lườm rồi cuối cùng lại phải đổi lại. Ừ. Chi mở đi, của chi luôn đi. Được quá. Top. Top gì đây? Eleven à? Bỏ đi kìa. Pop. Sao mà thích mấy cái pop này đấy? Pop đấy là đâu mẹ xem nào. À có cái đế nữa à? Ui bà ui. Ừ, con mở cái của con đi. Ai không to? Xem. Ừ, sao cái của em bé không có cái chân à? Của chi có cái chân mà của em bé không có à? Cái con này buồn cười. Il est trop mignon. Et moi le. Ui, chết rồi. Không đứng được à? Ơ. Chân.
Ok, con này nó không đứng được à? À si. Có cái chân không? Của em bé không có cái chân này, nó cứ đổ hoài đấy á. À si, nó đứng được. Không có cái chân nữa. Khi nó đứng được, nó đứng được. Mọi người ơi, bây giờ ăn đét xe, Chi đòi. Chi từ nãy giờ ăn ít nên đòi ăn thêm. Đây là đét xe mọi người ạ. Đây là sô cô la. Anh vừa ăn cái hình gì rồi? Anh vừa ăn cái gì đấy? Bạc Noel à? Đây đúng không? Là hình này đúng không? Bà ăn không? Sô cô la này. Ông đâu rồi? Ông đã đi ngủ rồi à? Cứ để uống hết rồi. Ăn cái gì? Ăn sô cô la. À đây là cái gì đây? Cũng đây là gì? Mẹ Noel à? Đây là mẹ Noel à? Bữa năm thứ hai. Đây là Pe Noel à? Sapang à? Tuần lộc này. Ăn con tuần lộc đi vậy. Khót. Cái gì? Khót. Khót cái gì? Khót. Tôi ăn cái này mọi người ạ. Ăn cái này là tuần lộc. Đây là sô-cô-la noir. Có cả tuần lộc nhưng mà sô-cô-la le. Đây còn đây là kem. Bánh. Thử nào. Mày ăn gelato này. No. Thử nào. Ăn hết nha, ăn cả ba con, ăn một con thôi con. Ăn một con thôi. Ăn một con thôi, tí nữa ăn hết đã rồi ăn tiếp. Sống nhau. Cái cục sô cô la. Cái cục sô cô la. Cho nó hết đi làm sao? Thích thì ăn hết đi, ăn nhiều quá, từ nãy giờ ăn bao nhiêu rồi con? Chi không ăn à con? Ăn cái lát à?